Rồi hôm nay thì bà con Yanma nè, Yanma FX 215 nè, một cầu nha bà con, đuôi bổng đầy đủ luôn, cũng khá đẹp nè, còn điện còn bình luôn, điện cũng khá chắc ngon lắm à, con này cũng khá đầy đủ rồi con, cũng khá nguyên vẹn, khá nguyên vẹn luôn, ok luôn. Bình bị không ăn điện à. Hết bình nè. Hết bình nè. À bình yếu à. Báo bình nè con. Con này mới chạy 400 giờ con, 489 giờ. Khá đẹp luôn nè. Còn khá đẹp. Đuôi bổng còn nguyên luôn, này xanh giữa luôn, FX 1,5 nha, alo, có luôn anh, có, anh mua như mua điện thoại di động vậy đó. À cũng đóng là tháng tới điện thoại máy động, điện máy xanh rồi đóng lời vậy đó. Đóng lại đóng lời luôn, giống hệt di động anh mua sao nó vậy đó. Dạ. Đúng rồi, tới cái cửa hàng làm thủ tục mới được. Đúng rồi. Dạ. Hàng mới về mà con. Chưa dỡ lên được cái này. Đây còn mấy máy nè, quá đã luôn, máy còn khá đẹp luôn nè, quá đẹp, máy là máy 3T luôn á, cũng khá còn được. Đây máy đây, bếp kim 3T luôn, kẹp luôn 3T luôn này, có 3T68 à, bình bổng của Nhật còn luôn mà con, rất ok luôn nè, rất đẹp, quá đẹp, máy này còn khá đẹp luôn nè. Khá đẹp, quá trời đẹp rồi con ơi, mà hình như chưa xài nhiều, mới xài 400 giờ biết cỡ nào, ống sơn nè, quá trời đã luôn, hệ thống điện thống bơm dầu mà nhân ma luôn nha bà con, là 3T68 hay gì nè, máy bự lắm nè, quá đẹp luôn, còn ít xài à, coi cái nhông nó biết xài nhiều không? Quá đẹp rồi con, nhông ít xài nè, trong còn mới chát đỡ ít xài. Này, số mặt hàng mà con mua gì được mua nha, xe năng quay luôn kìa, cua ta quay luôn, quá đã luôn, Toyota luôn, quá ok luôn, 2 tấn luôn, cái kẹp luôn. Nó nổ cái phim mà con ơi, nổ cái phim, hôm nay xịt rửa xe cao áp luôn nè. À, tâm đứng nè, ba tí đứng nè, à, ba tí đứng khá đẹp nha, này rửa lại điện đầy đủ luôn, CNC luôn,
Đây xin hệ thống điện đẹp ghê không, wifi đa năng luôn.